Cái này là Gì thứ cháu này năm? là cái người mẹ là em hay là chị Em, người của? mẹ là em. À Em dạ, út của thì tôi. là cháu có phải là đi tu ở đó, cái pháp danh của cháu là Chánh Anh. Chánh Ân hả? Dạ vâng, thì nếu mà nói Chánh Ân đây đó, nếu mà ông Lưu Hồng Hà có nghe, cách đây tôi nhớ không lầm, trong cái clip nào chị có mention chuyện này, và chắc ông Lưu Hồng Hà dư biết cái thầy Chánh Ân này trong cái thời gian mà ông còn ở đó. Thì là nói chuyện ra đó thì cháu này á có coi những cái clip mà ở bên đây, là bởi vì thấy dì dòng dì dì của mình là cũng có đứng ra mà đi tìm chân lý cho cái vụ sư cô Liên Thi, thì là chị mới nhớ lại, khi mà nhân vật Lưu Hồng Hà sau này chị mới nhớ lại Ông nói về nó là nhắc ở ngày lại. xưa là cháu mình cũng có nhắc về một cái chuyện là có một cái người có một cái người đi thầy, thôi bây giờ xin chị nói thẳng với lại Đây khán thính nè, giả. hồi Dạ xưa nó còn nhỏ đó, nó không chịu ở nhà, nó đi vô chùa không à. Rồi sau đó nó quy y, thầy Thích Tinh Từ mới đặt nó cái pháp danh đó là Chánh Ân. Rồi sau đó nó, trong nó tu học, mới gặp được ông Hồng Hồng Hà, ông vô thì thầy Thích Tinh Từ mới cho ông cái khâu làm về thuốc. Đó, là làm về thuốc đó thì ông này sáng đi chiều về, chứ không có ở dạ trong vâng đó. Rồi ông xin quy y, cho nên Thích Tinh Từ mới đặt cho ông là Thích Minh Bảo. Rồi ông làm ở trong đó đó, rồi ông quậy quá đi. Cháu tôi ngày nào nó về nó cũng cười 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 với tôi á, tôi không biết cái gì nó cười hoài. Cái tôi hỏi cái gì cười, cái nó mới nói trời trong này có cái ông Lương Hồng Hà này nè, là Thích Minh Minh Bảo, ông quậy quá. Bị sư phụ bữa nay cho ra khỏi chùa rồi. Cái thì tôi mà lúc đó tôi cười cười thôi, tôi không biết gì không để không, bây ý. giờ như Nhưng thế mà bây này, giờ mới lòi ra là ổng. Đó. dạ vâng, bây giờ thế này, bây giờ mình xin phép chị để kể về cái sự quậy của ông, mà giống như là cháu Tránh Ân nói đi nha, mình nói chi tiết. Sở dĩ đó mà thầy Thích Thanh Từ á, mà gọi là mà hủy cái pháp danh Thích Minh Bảo đó, thì là do ổng phạm giới. Đúng rồi. Mà như như chị với quý khán giả biết á, một cái người mà vô tu tập đó, mà quy y rồi ở trong chùa đó, mà khi mà bị phạm giới đó, thì phải hiểu là tội nó như thế nào, nó đi ngược lại với những gì mình tu tập. Cái đó là thật sự đó, chỉ là nếu mà tôi mà gọi là phân tích trên cái vấn đề mà gọi là tâm lý con người đó, tôi bảo đảm với chị là ông này đó đã có những cái ý đồ thủ đoạn trong đầu của ông để mà ông lui tới cái chỗ này, và ông thấy những cái thời cơ, lại đại khái thiếu người phụ hút thuốc, đúng không? Thì khi vô đó hút thuốc rồi ông mới lai vậy đó, thì ông phải nhìn cái tình hình. Thời lúc đó ông qua lại với thầy thì ông mới mê mới xin quy. Chứ nếu mà một người đi tu thành thật đó, mình nói thiệt chị, đi vô là trực diện mình hay là cha mẹ mình, nếu mà mình còn nhỏ, hay là mình đi vô gặp thầy gặp thẳng, Nói chung gọi là là ông không viện có viện tu. trưởng là mình xin là mình quy liền, chứ không có ai mà gọi. Đại khái mình nói với chị là mình nhìn thấy cái chuyện là như vậy. Ok, thì là khi mà ông bị tước pháp danh á, là thầy là bởi vì vì phạm giới đó, Ông là bởi phạm vì sao? giới. Là bởi vì trong đó có hai người chị em là Tăng Ni, là Ni Cô, Nico. thì một người là từ tính và một người là từ tâm, đúng không ạ? Không biết là mà ông quên hai người đó, rồi người ta lên Đại người khái là hai chị em. ta rồi người Thì ta trong lên ta đọc hai cái vị thay. Ni Cô này đó, là hai chị em đều là Ni Cô, thì ông này đó là lúc nào tôi coi trong cái tiểu sử ở từ ở bên Việt Nam mấy thập niên rồi, là cho tới qua bên Mỹ này lúc nào cũng dính líu tới hai chị em hết. Thì bây giờ tôi xin kể, đầu tiên là phạm giới là hai chị em là Từ Tâm và Từ Tính. Thì trong hai chị em này đó có một người bất mãn, thì là mới đi lên gặp thầy Thích Thiện Từ để mà nói đầu thú tội, những cái gọi là theo như mình nghĩ, thầy nói mình nói chung là thú tội, thì nói mới cái chuyện xảy ra. Thì chính vì vậy mà thầy mới gọi
Hồng Hà lên và tước pháp danh. Khi mà tước pháp danh như vậy, chắc chắn là phải đi ra khỏi chùa rồi còn gì, phải không ạ? Đúng rồi. Sau đó phạm giới rồi, không có cho ở trong đó. Nhưng mà trong cái thời gian tôi để ý và tôi coi lại đó, thì trong cái thời gian khoảng mà cuối năm 1979 cho tới năm 1990 đó, trong lúc mà hút thuốc và những cái, có những cái lúc mà thời gian mà không ai để ý đó, đại khái là không thực sự là phải là tu, chỉ là sáng đi chiều về. Rồi sau đó một thời gian, trong khoảng thập niên cũng gọi là nói chung là khoảng 10-12 năm, có những thời gian ổng mất tích một thời gian rất là lâu, không ai gặp ổng ở đâu hết. Thì có những nhân vật người ta nghe những cái câu chuyện này ở trên clip, thì người ta gọi điện thoại và người ta kể thêm, bổ sung thêm là trong thời gian mất tích là họ biết là ông này đi qua Campuchia. Thì qua Campuchia đó chủ đích là không có học đạo học gì hết trơn đó. Tại lúc đó thật ra đó, họ nói thẳng ra là học những cái bùa chú, những cái ngải, những cái bùa chú, nói chung là như vậy, là tà ma ngoại đạo. Sau khi học luyện rồi thì mới đi về Việt Nam, thì mới đi thẳng xuống miền Tây Cần Thơ. Ở dưới Cần Thơ thì đi vô một cái chùa Bình Thủy. Dạ, chùa đó là chùa Bình Thủy. Thì cái mới là... cũng gọi là gian díu, mới xảy ra cái chuyện là mẹ của Tâm Thảo. Ok. Thì là cái tiểu sử của ông đó đó, nói chung là đi đâu á, là nói chung là cái nhục dục của ông, là mục đích cái nhục dục của ông không thể nào bỏ. Nhưng mà vẫn đội lốt là áo cà sa. Thì lúc mà đi xuống cái miền Tây đó, thì lấy pháp danh là Thích Biểu Minh. Mà tôi nghĩ là ông tự đặt ra cái pháp danh cho ông, chứ còn cũng chưa bao giờ nghe kể lại là có thầy nào giống như là đặt cái pháp danh đó cho ông, hay là cho ông cái pháp danh đó. Tại vì lúc đó là ông tự, ông cho là ông tự, có nghĩa là ông tự biên tự gì đó. Và những cái thành phần mà gọi là Phật tử mà u mê đó, vô minh và u mê đó, là bởi vì bây giờ nó, sau khi nó qua Campuchia rồi đó, thì lẽ đương nhiên là phần và những cái mà gọi là tà ma trong người của nó có một cái sức mạnh để mà nó cám dỗ, hay là nó làm cho người ta gọi là nghe nó, mà giống như là giờ chỉ có nói con chó, bây giờ ổng giảng thành con mèo người ta cũng nghe. Đại khái đối với tôi là như vậy. Thì lúc đó đó mới có sự liên hệ. Tại vì sau cái thời gian đó là sau năm 1990 cho tới năm trước năm 2000, thì có những Phật tử mà đi giống như là có đi về Việt Nam, là có một cái connection, có một cái đường dây, có một cái connection, và nhớ với cái miệng lưỡi của cái ông này thì chị cũng biết là đi đâu ổng ngọt ngào, và cộng với lại cái bùa mê thuốc lú của ổng thì ổng ngoại giao rất là giỏi, phải công nhận là như vậy. Chị nhìn cái hình tướng của ổng là chị coi cái miệng của đàn ông mà nó mỏng dắn như vậy là chị phải hiểu là nó miệng lưỡi lắm. Thì là nó có quen thuộc với lại người ở bên đây, thì nó xin di trú qua đây là trong cái diện B1B2. Mà trong cái diện B1B2 đó, thì cái diện B1B2 đó đó, ở sở di trú đó là thuộc lại là cái diện mà giống như là đi du lịch, thời hạn nó là 6 tháng, mà đi 2 lần thì nó có thể là 1 năm. Đại khái là trong cái thời gian đó thì tôi biết là nó là 6 tháng. Và tôi nghĩ đó, là ông này không phải là một cái người đi tu học, là bởi vì với những cái gì mà thầy Thích Thanh Từ mà gọi là tước bỏ cái pháp danh của ông mà phạm giới đó, thì tôi từ trong Phật giáo Việt Nam, ở bên Việt Nam qua tới hải ngoại đó, tôi nói thiệt chị, họ nó nhỏ lắm, nó cũng gần lắm, mặc dù là từ Mỹ qua Việt Nam nhưng mà cộng đồng này cứ rất là nhỏ. Thành ra tôi nghĩ là không có một cái tu viện, hay là không có một cái gọi là chùa chiền nào ở bên Mỹ, mà hay là những đất nước khác trên thế giới có cộng đồng Việt Nam mà người ta gọi là bảo lãnh ông này
qua với cái đường tu học thôi, nghĩ vậy. Nếu mà tôi nói không đúng thì nếu có quý vị nào mà biết sự thật hay là thấy tôi nói không đúng thì có thể xin liên hệ với vị chị chú, hay có thể xin lên comment á, comment đó. Dạ, comment hay bất cứ gì, muốn gì cũng được hết, là cứ comment vô là tôi nói không đúng sự thật về cái chuyện mà ông qua đây, ví dụ vậy đó. Ok, thì khi qua đây thì tôi thấy là cũng đi cũng được, có cái đường dây mà cũng được đi tới chùa ở nhiều nơi. Bây giờ tôi chỉ có đơn cử một cái nơi mà bây giờ để cho chị Huệ Phước, để cho chị Huệ Phước mà gọi là kể mà cái giống như là một, có một lần chị cũng gặp được ổng, nhưng mà chị cũng không nhớ và cũng không có để ý. Không, cái người để này mình nói là cái người quậy. Hồi đó cái năm khoảng chừng 2000 mấy mấy á, chưa khoảng 2010 đó, 2010 đó, khoảng đó 8 với 10 với 11 gì đó. Thì tôi đang đi chùa ở Sà Ba Nà. Thì trong cái chùa đó người ta đang là tụng ngày Chủ Nhật, rồi người ta kêu nghỉ trưa 1 giờ rưỡi rồi hẳn tới. Thì tới 1 giờ rưỡi có một cái ông đó cũng là Phật tử, mà ông đó đó ổng quen với ông Thích, ông Hồng Hà. Cái mới rủ, ông nói với Phật tử ơi, bữa nay có một cái ông thầy ở Kinh Tích Kỳ, ổng về ổng giảng đạo, mấy quý vị có đi nghe không? À, cái tụi tôi mới rủ nha, mấy bà già rồi, mấy bà lão rồi, kéo nhau có chục người hơn, mới tới nhà cái ông đó là Tư Gia. Cái ông đó ổng mập mập mà ổng giống như người đại khái, giống như không phải người Việt Nam mình, tựa tựa như ông Lai vậy đó, Lai Miên hay Lai Lào gì đó không biết. Thì tôi mới thấy ông Hà ổng ngồi ổng giảng, ông mặc đồ vàng đàng hoàng nha, ông ngồi mới giảng. Thì tụi tôi mới bu nhau gọi sư thầy. Rồi ông mới nói rằng ông sẽ mở cái rừng thiền Đạt Ma ở Kentucky. Đó, mấy vị mà có muốn tu thiền thì đi theo tôi. Rồi tôi hỏi thưa thầy tên gì? Ông nói Thích Không Tên. Ông cười cười cho tôi nói, ủa tên gì kỳ vậy? Thầy vẫn chơi hả? Cái ông cười, ông nói tôi thì tôi Thích Không Tên, thì tôi nói tôi không Thích Không Tên. Cái tôi mới nói thưa thầy cho số phone đi, con gọi cho thầy. Cái ông mới hỏi cái ông này nè, là cái ông mà cái chủ nhà đó đó. Rồi tôi vậy thôi, rồi tôi về. Rồi tôi về tôi mới gọi ông chủ nhà, tôi nói làm sao cái ông biểu tôi hùng tiền vô đó, để vô cái rừng thiền Đạt Ma đó mà tu thiền. Tu thiền đi. Rồi cái tôi mới nghĩ bạn tôi mới rủ tôi, 4-5 bà rủ nhau sao không biết. Bà nói chuyện qua lại cái trật lắc. Rồi thôi, mình biết lúc đó thôi à, không có quen biết với ông nữa. Rồi bây giờ mới đùng lên cái vụ Ngân Nga này, mấy là lòi ổng ra, tôi mới hết hồn. À, tôi nói trời đất ơi, cái ông này nè, mình có gặp ổng một lần rồi. À, sau đó cái tôi mới nhớ lại cháu tôi, nó nói cái ông này, ông ở Việt Nam, ông bị thầy Thích Tinh Từ sa thải. Tôi sực nhớ là ai nhà cháu tôi, nó coi phim, nó gọi qua, nó cười cười, nói trời ơi, ông Lương Hồng Hà, ông quậy quá, ông qua tới bả nói hả đó, vậy đó. À, thì đó, vậy đó. Mình cũng nghĩ là chị à, đúng ra đó, chị cũng có cái duyên với ổng nó nhiều lần lắm rồi đó nha. Ừ, tôi nói là giống như tôi bây giờ chị không tránh nắng không khỏi mưa, mà tránh mưa không khỏi bão. À, một là hữu duyên, hai là trợ duyên, ba là nghịch duyên. Ở trong ba cái đó chọn. Bất cứ duyên gì trong ba thứ đó đều có một trong ba thứ đó. Mà không. Thì bây giờ mình nghĩ như thế này, sau khi mà chị gặp ông Lưu Hồng Hà đó đó, thì trong cái thời gian đó đó, theo tôi nghĩ là đi mà gọi là các nơi để mà thu phục, đúng không, người ta về cái mà quảng cáo cho cái rừng thiền, thì được, thật ra đó ổng cái thời gian mà ổng làm như vậy đó, nó cũng rất là trúng những cái trong tim tất cả những vị mà lớn tuổi, hay là có những vị mà không phải là lớn tuổi, có những các cô hay là có những các người trẻ họ rất là thích về thiền, mà nhất là ở trong những cái không gian mà trong rừng thiên nhiên như thế. Thì tôi nghĩ là tôi nghĩ là ông này là ông đã điều nghiêng rồi à, mà như tôi đã nói trong cái clip trước đó, mà cái phần một á, bây giờ cho là tu học hay không tu học, chẳng qua ông này không tu học là bởi vì nếu mà xin tu học cũng chả có một cái chùa nào hay là một cái nơi thiền Việt nào mà dám mà gọi là đứng ra, là bởi vì cái quá khứ của ông trên phương diện mà gọi là đạo đó, thì các đấng tu sĩ đều biết
còn cái sư cô Liên Thi là, xin lỗi, sư cô mà Xuân Liên á, thì ít nhất á là trong cái thời gian ở bên Việt Nam, trong bóng tối có những điều sư cô làm, nhưng mà nó cũng nhỏ, nó cũng không có vậy, giống như là, không, nói chuyện giống như là cũng cũng không có phạm giới giống như ông này, nhưng mà có phạm giới thì chỉ không là lén lút thôi, nó không có được mà gọi là bị phanh phui ra. Ông sư cô Xuân Liên á, tôi có một người bạn cũng là Phật tử luôn à, hồi xưa cứ theo cái đoàn của bả đó, thì bắt đầu sư cô Xuân Liên đó là bả nó cũng quen với ông Lưu Hồng Hà rồi. Dạ. Đúng rồi, rồi xong rồi bắt đầu cái bà Phật tử đó hiện giờ ở đây nè đó. Dạ. Hiện giờ ở đây nè đó, rồi bả mới là lúc đó bả đi theo cái đoàn cũng như là từ thiện á, đi theo cái ông Lưu Hồng Hà với bả, hai người ở Long Xuyên á. Ở Long Xuyên, cái bến xe Long Xuyên nó có quy một cái nhà gọi là nhà gỗ, nhà sàn, nó cho mấy người mà giống như ngủ bến xe đó mướn cái nhà sàn. Cái nhà sàn đó hình như cái chục căn á, giống như cái làng nguyên cái nhà sàn ở bến xe. Rồi ông nội này với bà nội này, hai người ban đêm á, lù vô làm sao không biết, mà mấy bà Phật tử này đâu có ngủ được, mà bến xe mà đi ăn đi uống đồ khuyên đêm khuyên như ban ngày vậy đó. Rồi thấy sao hai người lù vô người ta mới rình, bà nội này bà rình sao bà thấy, bà về bà mới nói tôi mới nghe đây thôi đó. Bà ở đây nè, bà đang ở đây nè. Dạ. Bây giờ như thế này, đây không phải là lần đầu tiên mà mình nghe chị nói, mình cũng đã biết nhiều chuyện mà quá khứ của hai người này, nhưng mà họ không có nhận nhau. Là nếu mà coi cái clip của Ngân Nga thì chị cũng biết là cái người mà nói không có một cái chuyện nhỏ chuyện lớn gì mà thành thật, đó là bà Xuân Liên đó. Hai người này nói lao dữ lắm. Còn bà muốn cái bà đó bà lên bà nói cho mà nghe. Thôi bây giờ để bà đó qua một bên đi, giờ mình cứ nói, mình nói trong cái sự trình bày của mình trước đã. Ok, mình chỉ kể lại, còn cái chuyện đó là một bên, tại vì mình không phải, đối với mình cái quan trọng đó là không có, mình không có nhắm vô gọi là chi tiết lâu về cái nhân vật này, nhưng mà tại vì nó có liên quan thì mình nói vậy thôi cho chị, chứ mình không mất thì giờ, tại vì nếu cần lên thì mình có cái gì nó quan trọng không cần thiết à, thì là mình nhìn là đã thấy rồi, chứ không cần gì hết là cả. Ok, bây giờ như thế này, thì cái bà Xuân Liên này đó thì không bao giờ nói là họ có một cái quá khứ với nhau. Mình dùng chữ quá khứ là mình rất là văn hoa mỹ miều đó nha, nhưng mà mình nói vậy á, tôi nghĩ là cộng đồng mạng hay là khán giả hiểu mình muốn nói gì nha. Ok, thì là chị có nhớ không, vì khi mà cái chuyện của Ngân Nga mà xuất hiện đó thì nói là tình cờ là tại vì Lưu Hồng Hà sư thầy này đó là người chân tu giỏi lắm, như thế này thế khác, thánh thiện cái gì đó, là thấy tội cái trường hợp của Kim Ngân, thành ra mới gửi cái số tiền 1.000 đồng để mà giống như là giúp cho Kim Ngân, thì gửi qua cô Xuân Liên để gửi, đại khái là như vậy. Thì bây giờ lại thấy bệnh tình như vậy, thì thầy là một người biết về thuốc và chữa chạy, và thầy sẽ sẵn sàng giúp. Mà nhiều khi ông này á, chỉ coi cái clip đầu tiên á, những cái clip mà đi lên mà Vũ Hằng Lân, phố Vô Sa đó, ông nói mà đến nỗi mà ông chảy nước mắt, ông khóc, mà ông nói những cái câu mà tôi thấy ông đóng kịch quá là hay. Tôi phải công nhận ông là một cái người đóng kịch mà phải là rất là tài tình. Đúng ra là ông không nên đi tu. Ông có thể là diễn viên mà ông cũng có thể là thành công. Ok, tại vì trong người á, tôi thấy rõ ràng. Và ông cũng là có những bạn bè của ông cũng ở trong cải lương hay là trong nghệ thuật thứ bảy nhiều lắm mà. Thì là ông khóc, ông nói là ông không thể tưởng tượng một cái người mà như thế này, mà người ta, người đời á, còn ác, còn mà tại vì tôi, trong hoàn cảnh của tôi ngày xưa, tôi còn, cuộc đời của tôi còn trẻ, còn nhỏ, tôi bị rất là nhiều điều đắng cay trong cuộc đời, thành ra tôi thấu hiểu Kim Ngân. Và một cái người mà như thế này, người ta điên như thế này, mà lại bị cuộc đời ác, con người ta ác như vậy, thì tôi không hiểu con người là gì. Mà tôi nói thiệt, những cái câu nói của ông là phải họa vô người của ông và bạn đồng hành của ông.
mà vừa nói mà cái giọng thì nghẹn ngào mà giống như là nhỏ Lệ đúng rồi đó. Thì tôi phải công nhận, chị coi lại đi, chị công nhận là quả thiệt là đóng kịch rất là hay đó. Thì nói là như vậy, thì tất cả những cái chuyện mà sự thật về cái thân nhân của hai người này không bao giờ nói sự thật. Mà khi một cái thân nhân không có danh chính ngôn thuận không nói sự thật thì không có một điều gì nói thật. Ngày hôm nay tôi nói, tôi biết là bà Xuân Liên hay Lưu Hồng Hà có nghe và có theo dõi rất là kỹ lưỡng. Tôi nói là tôi nói cho bàn dân thiên hạ và tôi cũng nói luôn cho hai người nghe. Khi mà ông qua tới bên đây rồi đó, ông cũng gian díu, cũng là hai chị em, là pháp danh là Từ Nguyện và Từ Trơn. Tôi không biết cuộc đời của ông đó, ông gian díu lúc nào cũng gian díu hai chị em, tôi cũng không biết ông là người hay ông là gì nữa. Mà chị biết tại sao mà ông cười cười không? Cái thái độ của ông này hay cười cười không? Cái cười của nó có nhiều ý nghĩa của cái cười của nó đó. Cái cười của nó là nó coi thường thiên hạ. Cái cười của nó coi thường đạo nghĩa. Nó nói cái cười của nó có nhiều cái câu mà gọi là tôi, đối với tôi nó không cần phải nói nhiều, nó chỉ cười nhiều thôi. Có những cái cười có thể giết người đó, không cần phải nó mở miệng. Cả bởi vì chị, tại sao nó cười, chị hỏi mà nó nói là nó là thích không tên không, là nó rất là thích, là nó không tên nó ai làm gì nó, và nó dư biết là nó biết là nó bị phạm giới, thầy tước pháp danh của nó. Mà một người khác mà khi đã tước pháp danh như vậy đó, xin lỗi chị, không bao giờ mặc cái áo vàng và cũng không bao giờ mặc mũi đâu mà liêm sĩ đâu mà đi vô những chùa này chùa kia hay ngồi đó mà thuyết pháp. Mà nó có tu đâu mà nó thuyết pháp, nó là một cái hàng vô liêm sĩ. Ok, mà nó cười, chị biết sao đó, tao khóc, tao thích không tên đó, tụi bay làm gì, tao thích không tên đó, mà vạn vạn người đệ tử mà sống chết vì tao, nó là như vậy đó. Mà chị biết không, nó còn nói láo, chứ mà chị coi những cái clip cũ, nó còn dám nói láo là, nó không có nói thật là thầy, thầy tức danh nó vì phạm giới, nó không nói như vậy. Mà chị biết không, tiểu sử nó rành rành như vậy. Bao nhiêu người biết tiểu sử của nó. Cái cộng đồng nó rất là nhỏ bé. Ngày nay hiện đại như thế này, người ta lên cung trăng sống rồi. Những cái chuyện như thế này xin lỗi, tụi bay là hạng mà lừa gạt, mà hạng hạ cấp á, mà mang những cái tiếng ngưỡng, mà mang những cái danh, mà để làm ô uế nhà Phật. Bây giờ mà còn những cái người u mê Từ Nguyện á, đó là một cái pháp danh, còn tên ở ngoài là Siêu Ba Lê. Ngày trước á, mà khi mà tôi điều tra đó, thì có sống ở thành phố Sacramento, trước đó là ở tiểu bang khác. Và những cái con rơi con rớt của nó đó, nhiều lắm. Ở bên Mỹ cũng có, mà ở bên Việt Nam cũng có. Ở đây không nói gì. Bây giờ nói đơn cử, nó có liên quan với trong cái nhóm mà của việc thân hữu của việc di trú, đó là bà Ba Channel. Thì đối với tôi đó, Tâm Thảo, cái chuyện của Tâm Thảo đó, không phải một mình ông là trong nói là trong giới tu hành. Bây giờ ông nó không tu hành mà ông cạo đầu rồi ông mặc áo cà sa, rồi ông nói nay thì ông tôi thích cái lối của tôi mặc áo vàng, mai là tôi mặc áo xanh, ai làm gì tôi, nói chung ai cũng gọi ông là thầy. Tại vì ông biết là trong người ông có power mà. Thành ra bây giờ ông nói điên nói đảo gì người ta vẫn nghe mà, đúng không? Thì cái hình như là một cái người đàng hoàng mà biết gọi là phục viện á, thì ít nhất cũng liên hệ với gia đình của Tâm Thảo. Ông như biết ông có người ở bên Việt Nam, ông liên hệ. Thì nhất ít nhất là mình cũng nói là mình cũng phải tỏ thái độ của mình ra. Còn đây không, vui dập con người ta.
rồi chắc chắn là miệng leo lẻo thì chối này chối kia rồi thách thức rồi một hình thức gọi là cá độ, giống như là cá độ vậy đó. Mà thật ra cá độ nhưng mà thực sự đâu đâu có chuyện cá độ. Chị biết tại sao không? Tại vì đã từng lên cái tiếp nhờ Telemia để lên cái tiếp. À ok, bây giờ đó ai dám chứng minh Tâm Thảo là con á, thì giờ bà ông giao cho một con số là 200 ngàn. Và ông nói là muốn chính phủ làm phải cái người trung gian. Không có chính phủ nào mà là trung gian hết á. Ông nghĩ chính phủ Hoa Kỳ nó điên hả? Hả? Chả có chính phủ nào hết. Ông gọi luật sư của ông á, kêu nó mở một cái trust ra. Ok? Sợ ở đây á, có người sẵn sàng. Nhưng mà cái chuyện của ông làm á, giả dối lắm. Nó y giống như là cái nhà cho Kim Ngân vậy đó. Không có ai á mà tin đâu. Càng nói ra đó là thấy con người không có phục thiện. Mà nói là tu hành cái gì? Tâm Thảo nó không có cần ông một đầu nào hết đó. Ông đã lỗi đạo rồi. Ông đã giết người rồi. Ông giết người một cách trực tiếp hay gián tiếp. Mà giết cả cuộc đời người ta. Giết tới đời con người ta luôn. Ông biết xấu hổ hả? Mà cho, còn cho người mà lại làm những cái chuyện mà gọi là rất là phi pháp và rất là vô lương tâm. Ông stop đi nha. Tôi nói cho ông biết đó. Ông nên nhớ đó. Ông và em ông là những đối tượng mà chính phủ đang điều tra đó. Ông biết tôi nói gì chứ gì? Không có qua khỏi lưới trời đâu. Lưới trời cũng không qua khỏi, mà lưới mà luật pháp mà về chính phủ không có qua khỏi. Ở đây tôi không có cái cơ hội cho ông cơ hội, mà phải tôi phải cho đã nhiều lần. Ok? Cho ông á, phải stop lại. Đừng có đi lường gạt người này người kia nữa. Còn bằng chứng về ông hả? Tôi có đầy đủ. Tôi không nói nhiều. Nhưng mà cái nhân vật như ông không phải là cái người mà để đi tôi. Mà phải để đi mà gọi là kết tội hay là phải đi mà điều tra. Tôi không có làm chuyện đó. Chẳng qua ông đi lường gạt, ông dơ cái mặt ông ra. Bới Xuân Liên trong cái vụ Ngân Nga, mà cái vụ Ngân Nga là có liên quan với cái vụ án sư cô Liên Thi. Ngày hôm nay trước cái Tết Nguyên Đán năm Dần 2022, tôi đóng sổ luôn và tôi nói một lần. Cho xin hỏi em của ổng với ổng ở Việt Nam hay bên đây? Nãy vô nói em và em. Em không? Của Lưu Hồng Hà và Lưu Hồng Hà là ở bên đây. Bên đây hả? Nó không ở bên Việt Nam. À, tại ổng còn em ở Việt Nam nữa. Tôi nói em là tôi nói em ở bên đây. Còn à, em Việt Nam mà nó vi phạm gì đó thì để cho chính quyền Việt Nam người ta xử. Nhưng mà nói em ở bên còn đây những thì cái gì á mà liên quan tới Lưu Hồng Hà, Xuân Liên đó, mà có liên quan tới tội ác, có liên quan tới tội và vi phạm pháp luật á, thì có tôi nói lên. Còn mẹ hay là gia đình gì của nó bên Việt Nam thì cái đó để cho chính phủ Việt Nam. Tôi không có nói về ngoại vi của tôi chỉ nói trong lãnh thổ của đất nước mà Hoa Kỳ là thôi. Ok, bây giờ tôi nói như vậy là nói sơ sơ là tôi nói cũng đại khái là về nhân vật này, Lưu Hồng Hà này, phải không ạ? Chị có câu hỏi gì không thưa chị? Hay là chị muốn có một cái chi tiết gì mà chị cần thông báo không? Bây giờ nói tóm lại đó là cái lịch sử của ổng á, là gì? Lịch sử của ổng á thì quá biết nhiều rồi, và có người biết và cũng có người không. Nhưng mà mình quan trọng á, mình muốn cho cái người mà đang gần gũi ổng á, người ta thức tỉnh lại đi. Nếu mà ổng là một nhà sư thật sự á, thì mình cũng nên để cho chúng sanh người ta tu.
Còn nếu mà ông như vậy rồi thì không phải là người tu. Thứ nhất là bây giờ á, cái thằng Tâm Thảo này không phải riêng mình ở đâu, ông còn một đứa con ở Vũng Tàu nữa đó. Đó. Nhưng mà tại vì người ta không có muốn cho tôi nói lai lịch của người ta ra, tại người ta không chịu đón nhận. Bây giờ nó đang ở Vũng Tàu đó. Nhưng có điều mình muốn nói là bây giờ ông thức tỉnh lại ra tu đi, còn một cái kiếp người mình có chút xíu à, tu mót thôi. Đó, làm lành lánh giữ đi, đừng có làm phương hại nữa. Với hai nữa là vấn đề của Tâm Thảo á, vừa qua nó rất là tội nghiệp. Đó, mà bây giờ á, ông muốn nhìn con thì ông cứ đứng thẳng lên, ông nói đi, ông đừng có đưa người này tới người kia, bứt tóc con gái người ta, bứt tóc này, bứt tóc nọ như bà Ba Channel nói đó. Mình đừng có làm như vậy. Đó, bây giờ một là mình nhìn, hai là mình không nhìn rồi thôi. Chứ đừng có đem lên rồi cá độ, đem một con người mà đánh cá như một con vật là không có đúng đâu. Đâu phải con chó, con heo, con bò đâu mà ra bán. Cái đó là một cái lỗi lầm rất là lớn. Tôi không có đồng ý như vậy. Còn tôi thì tôi cũng không có gì với ông. À, nhưng mà tôi không hận thù, không quát ghét, không gì. Nhưng mà tôi không có thích cái sự giả dối. Vì cái vấn đề giả dối đó nó hiện lên 86 tập của Ngân Nga rồi thì bắt buộc tôi nói. Nếu mà ngày đó cái chuyện mà Ngân Nga mà của Thúy Nga ông đừng có đụng vô thì đâu có ai đụng tới ông. Nhưng mà nhân là quả. Hồi đó giờ ông giấu kín cái sự thật của ông biết bao nhiêu. Nhưng mà không ngờ tôi không có muốn đụng vậy mà tự nhiên nó lòi. Là tôi nói rồi mà đầu tiên tôi không biết gì hết á. Tôi nói trời ơi đừng có lên đi nữa, lòi tùm lum mà thiệt. Bây giờ nó lòi thiệt. À thì thôi, bây giờ đó, đúng là ông Hồng Hà đó thì ông cũng nên sửa đổi lại. Và những người mà đi theo ông á, đừng có đam mê nữa. À, ráng thức tỉnh đi. Đây là một sự thật. Mình nói lên đây, mình nói cả trăm, cả triệu, cả ngàn người, mấy chục triệu người nghe, chứ không phải nói một mình tôi với bà hay là một người, hai người. Thành ra cái câu chuyện này nó quá rõ ràng rồi. Mình cũng không phải mà mình lên mà mình hại ai. Nhưng mà mình khuyên thôi, những người mà đi theo ổng đừng có làm tầm bậy nữa. Sở dĩ mà tôi đưa cô Tịnh Tường lên nhãn pháp đó, có nghĩa là tôi muốn cho biết vỏ quách dày có móng tay nhọn. Mình đừng có mở cái trường đạo ra mình làm tầm bậy tầm bạ nữa. Đó, mình làm như vậy tôi thiệt mở thử trường đạo đi. Tôi dám nói á, không có bệnh đâu. Đó, thôi bây giờ á, nên suy nghĩ là những việc gì mình làm. Thí dụ như ông mà hồi trước ông còn thanh niên, ông chưa có vô chùa, ông chưa có quy y. Ông muốn lấy 100 con, đẻ 100 đứa cũng không sao nữa. Rồi ông bỏ đi, ông đi tu đi. Như vậy đó, đó mới là một cứu độ chúng sanh, cứu độ cho con cái dòng tộc của ông. Cái này ông cạo đầu rồi ông mặc áo vàng. Chính cái ngày mà đích thân tôi ngồi tôi nghe ông giảng đạo là ông bận bộ đồ vàng đó. Tôi kêu bằng thầy xưng con đàng hoàng ở bên Savannah đó. Thành ra tôi muốn nói rằng là tôi muốn nhắc nhở vậy thôi. Chứ cái gì nó cũng không có giấu được cái lưới trời đâu. Lưới trời lồng lộng mà tôi đâu có nhớ gì đâu, mà giờ nó sực nhớ tôi nhắc nó chết rồi. Con cháu tôi nó nhắc hồi đó cái ông đó ông bị thạch thình tự đuổi ra khỏi chùa. Đó, nó về nó cười nó nói vậy tôi giờ mới nhớ lại. Thì thôi bây giờ nhân là quả, đừng có làm như vậy nữa. Còn những đứa con rơi của ông nữa kìa, còn nữa kìa, chứ không phải không đâu. Nhưng mà tại vì tụi nó không có chịu nhìn. Nó nhìn nó nói ô nhục lắm. Nó không có chịu. Chứ mà chịu tôi cũng đưa lên một đứa ở Vũng Tàu đó. Tại vì quê tôi là Vũng Tàu mà, đất quê mẹ tôi là ở gốc gác ở đó mà. Cho nên bây giờ tôi cũng nói là những người nào mà gần ổng á, thức tỉnh lại đi, khuyên ổng đi. Tìm một con đường nào như thằng Thảo nó nói đó, tìm một cái chỗ nào lên núi lên non gì đó tu. Là ba cái bùa ngải rồi thôi dẹp đi, cái đó là quyền của ông nha. Chứ không phải tôi xúi ông. Ông đã thích chơi bùa, ông thích làm cái chuyện đó là tôi không xúi ông. Nhưng mà cái gì nó cũng có cái giá, nó cũng có giá trả cho mình. Tôi cũng nói thật, bây giờ á, tôi cũng nói bây giờ tôi cũng nói vậy đó. Thì thôi, bây giờ hết năm nay rồi, tôi cũng chúc mừng cho ông này đủ sức khỏe. Nhưng sức khỏe đó dùng lại để cho ông sám hối. Ông làm lại những việc thiện. Rồi những cái bà chung quanh ông đừng có lên comment rồi để dụng tên này tên nọ, chửi mắng người ta nữa. Dù cho mấy bà có bên ổng cho mấy đi nữa, sự thật cũng là sự thật. Này, bây giờ mình biết sự thật rồi thì mình khuyên ông hồi tâm tỉnh lại đi. Vậy tôi chỉ có mấy lời đó thôi. Tôi cũng không muốn hại ai, không muốn làm gì ai hết. Mà tại vì tự nhiên là cái duyên ở đâu rồi tôi biết nó chút chút vậy đó. Thì cái gì mà tôi biết thì tôi nói đó. Còn tôi không biết thì thôi. Mà tôi thấy cái vụ Ngân Nga ông bậy quá à. Ông lên ông nói tà xàm tám đế.
Ông khóc, ông la, ông nói ông thương nó, rồi ông nói nó khùng, nó điên mà còn đi lợi dụng nó. Ai lợi dụng ai đâu. Người ta giúp ông con Nga nó giúp không hết luôn á. Mà đi lên nói người ta lợi dụng. Cái mục đích con Nga đó là nó muốn cho con này tỉnh và chỗ ăn, chỗ ngủ đàng hoàng. Đó, nó đâu có rảnh đâu. Ba cái mùa Covid này nó mới làm việc đó, nó còn đi kiếm mướn người giữ con Nga nữa mà. Đó, chứ đâu có giữ con Nga, nó đâu có muốn giữ con Nga làm giống gì. Nó muốn là cái biểu hiện cái tốt của nó. Nó thấy ngủ ngoài là mấy giặt đó tội quá, nó chịu không nổi. Đó, rồi bụi đời cái đầu gì mà 20-30 năm nay không cắt. Mà để vậy mà hôm con nhỏ này số nó cũng lớn số đó. Nghiệp nó cũng nặng quá à. Như người ta vậy, người ta bị dịch hay vậy nọ, người ta chết rồi. Thấy không? Mà nó không chết. Nó còn ở vậy để cho hết cái cuộc đời của nó. Nó lãnh cái nghiệp quá nặng. Cho nên bây giờ tôi nói thật lòng mà nói. Ông lên ông làm cái chuyện ở trên phố Bồ Sa nó kỳ quá, tôi ngứa mắt tôi mới là sực tôi chửi. Chứ Phật cũng nói đừng có đụng tới cái Pháp. Cái Pháp là cái áo nhà Phật. Mà tôi lên đi chửi tùm lum tùm la hết trơn. Nhưng mà tôi hên là ông không phải nhà tu. Chứ ông nhà tu là tôi cũng không biết kiếp nào tôi đầu thai lên nằm người được nữa. Nói thiệt cho ông hại người ta thì có. Tự nhiên ông mặc áo vàng ông lên ông ngồi ông nói đạo lý tùm lum, rồi ông còn lên này TDMA ông giảng đạo nữa chứ. Đã như vậy rồi, mình đã xuống rồi. Mà nói ôi tôi mặc áo xanh nè, ôi tôi mặc cái áo này không phải áo nhà tu, tôi mặc cái này design của tôi. Vậy mà lên thuyết pháp. Cái lưỡi ông á, nó bén quá. Đừng có làm như vậy nữa ông Hồng Hà. Một khi ông nói ông không có tu, mà sao ông có quyền thuyết pháp? Thấy chưa, ông lên ông giảng đạo tứ tung. Ông nói là con người ta sanh ra từ tạo quá này nọ. Trời ơi ông nói gì, tôi nói thiệt với ông, đừng có làm như vậy nữa. Mấy người nào vô minh mới là nghe cái lời giảng của ông. Tại vì chính ông nói tôi không phải nhà tu. À, tôi mang cái chữ thích không tên là tôi thích, tôi không có tên vậy đó, chứ không phải tên nhà Phật. Vậy mà đừng lên tới đây mà giảng đạo làm gì. Còn hứa hẹn tùm lum tùm la. Nói cái nhà Kim Ngân á, tôi với con Hồng Trinh tranh đấu dữ lắm á, lên cái bằng nói ông dữ lắm á, ông mới dạy mua cái nhà. Mà giờ rốt cuộc mua nhà không phải nhà của nó. À, cái đó là cái sự kinh tế của ông. Ông muốn làm gì ông làm, ông muốn làm 100 căn cũng kệ ông á. Thấy không? Nhưng mà ông lên ông khoe khoang, ông nói tôi mua cái nhà cho Kim Ngân, đâu mua đâu mua. 3-4 tháng không có, con nhỏ ngủ bù đời, tôi phải lên tranh đấu. Rồi con thầm Trinh nó cũng lên nó tranh đấu. Lên nói nặng, nói nhẹ ông, tôi lên tôi nói ông giờ ngon, thương nó cho mẹ 80 ngàn đưa cho Hồng Danh hay là má con Nga Ngân gì đó. Người ta mua rồi mình phủi tay, hơi đâu mà lên hẹn với họ. Đó, rồi nói qua nói lại, cuối cùng ông nói ông mua, rồi ông đổ thừa. Ông đưa tiền ra rồi, ôi trời đất ơi, tụi ông đóng kịch, quá trời đóng kịch luôn. Bây giờ lâu lâu ông mở lại cái màn kịch, ông ở trên cái đài ông coi, tự ông mới mà đào hố cho ông. Cái người mà nói thật á, 100 năm cũng nói thật, mà cái người nói láo rồi, 1000 năm nói 80 ngàn câu chuyện, không bao giờ chính xác. Cho nên thôi, bây giờ cái nhà đó rốt cuộc của ông. Rốt cuộc ông rào ông bán. Chứ ngon ngân nào có cái nhà. Thấy chưa? Rồi ông rào lên ông mua nhà rồi, mua nhà rồi. Mà nhà nó nhà của ai? À, cái đó là cái láo mà láo trắng trợn luôn. Mà láo không biết mắc cỡ luôn. Mà kêu bằng láo quốc tế luôn á. À, tôi đã nói với ông á. Láo á, tôi cũng láo dữ lắm á. Nhưng mà tôi láo lên thiệt là láo với cái người láo. Ông lên ông nói tôi... ông đang ở bên Las Vegas nè. Xin lỗi ông à, ông dám xuống đất không? Ông ngồi trên xe, ông chạy vòng 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 chứ. Cảnh sát mà nó nắm được ông một cái rồi, ông cố nội ông không còn chạy ở Las Vegas nữa. Rồi ông lên trên đài, thế mà ông trốn chui, trốn nhủi chứ ông có được minh bạch đâu. À, ông cũng quay phim trước rồi đưa lên sau chứ trời ơi, cái trò đó là cái trò hề. Tôi rành lắm nhưng mà thôi, nói ông nhiều quá, bây giờ không còn gì để nói nữa. Nhưng mà cái vấn đề tâm thảo, tôi cũng nói thật với ông. Đừng có quá lố như vậy. Dù sao nó cũng là máu mủ của ông. Bây giờ tôi đối với máu mủ của ông á là tại vì nó nói. Mà người ta đã kêu ông đi thử máu đi. Nếu mà ông không phải ông cứ đi thử máu đi. Ông nói danh dự mà tôi đâu có đâu, mấy người đặt chuyện cho tôi. Còn cái này người ta đứng chần dần ở trên đó rồi mà ông còn cá độ nữa thì nó là vô tâm quá. Thì tôi nói thật với ông, những đứa con ông nó không có nhìn ông là như vậy á. Ừ, nó không có nhìn. Nó xấu hổ quá trời rồi. Nó nhìn chi nó nhục à.
Thằng Thanh Thảo thì nó nghe lời bà ba trên nồ, nó nhào nhào lên. Chứ nếu mà nó biết ông mà có cá độ vậy, ông cố nó không thèm nhìn ông đâu. Đó. Nó nói với ông biết vậy đó. Ông lên trên đài, ông đóng kịch quá, ông khóc, ông lóc. Rồi ông thở, ông than, rồi giả vậy ông còn giảng đạo nữa. Cái đó tôi không có đồng ý. Ông đừng giảng đạo nữa. Ông làm vậy là sái luật trời rồi. À, thôi nha, tôi gửi cho ông Hồng Hà những lời câu như vậy đó. Tôi thì không ghét, không dơ, ai cũng thù quán ai hết trơn á. Còn ai muốn thù quán tôi là tại vì người ta vô mình. Chứ tôi đây là cái người tôi muốn nói sự thật á. Cái gì có tôi nói. Là tôi nói đó. Tôi nói ông Hồng Hà, ông chạy qua bên Canada. FBI truy nã ông. Ủa, tôi nói cũng như tổng thống nói đó, bà Pelosi con lừa đó, cũng nói được vậy, tôi cũng nói được vậy. Nhưng tôi nói cái này có lợi cho cái bằng cộng đồng mạng. Nếu ông đi tới đâu người ta biết, ông tới đó người ta né ra để ông lừa đảo nữa. Đó, tôi nói sẽ xin lỗi ông nha, ông lừa đảo. Cái người mà chung tay với ông á, chuyển tiền về Việt Nam cho ông á, người ta nói chuyện với tôi hết luôn á, mà tôi không muốn bơi. Ông đã chuyển gì Việt Nam hết ráo rồi, người đó là người đã chuyển tiền cho ông đó. Người ta cũng nói với tôi đó. Nhưng mà tôi không có dạch nữa. Thì tôi khuyên ông, thôi già lớn rồi, sống nay chết mai. Đó. Trở về, kiếm một căn nhà nào nho nhỏ. Sống đi, biết đâu mà mai ông chết, ông cái đám ma ông còn có một hai người đi. Còn cái kiểu của ông, cái đám ma ông, tôi chỉ có người mà bị ông bỏ bùa người ta đi thôi, chứ không ai dám đi đâu. Tôi nói thiệt, tại vì ông quá trời trời rồi. Từ Việt Nam chạy qua tới nước Mỹ, lọn cào cào luôn. Mình cứ tưởng như nước Mỹ này mình trốn tránh được, đâu có trốn được đâu. Lưới trời lồng lộng, một mảy lông không lọt, chứ đâu còn nhân quả nó đi ra nữa. Nó sẽ bắt đầu nó kéo dài 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 ra nữa rồi. Ông sống không sống mà chết không chết. Bây giờ người ta sống, người ta muốn đi chợ ngang nhiên người ta đi, còn ông lựa ban đêm ông đi. Còn thôi là ông mướn cái nhà này, ông bỏ quần áo vô đó rồi ông nhảy rồi cái nhà kia ông ở, chứ ông dám về ở đó sao? Đó, ông cũng sợ chết bà nội ông luôn. Tôi biết ông á, ông cũng sợ lắm, nhưng mà ở ngoài mặt ông làm vậy đó. Rồi những người vô minh người ta không có hiểu ông. Đó, cũng như gia nó mới biết ông từ đầu. À, rồi nó nghe ông vậy, trời ơi em mình, chị cháu mình gì đó không, chị mình tự nhiên có người giúp đỡ. Nghe lời ông, tiền đâu mà tiền. Chỉ có ăn có nhậu thôi chứ có hủy móc gì. Ông mà dám cầm tiền ông cho người ta. Ông móc người ta không móc thôi chứ ông cho ai. Đó. Ông lợi dụng người ta, ông lừa đảo người ta thì có chứ ông cho ai. Nếu ông một nhà tu, ông cố tôi không dám nói vậy. Ông tu ông làm sai ông chịu. Ai tu nấy đắc. À, nhưng mà tại vì ông lừa đảo nhiều quá à. Đó. Thành ra mấy chục năm rồi ông chịu bỏ tật. Vì vậy mà tôi lên tiếng thôi. Chẳng có lợi gì tôi. Tôi nói ra đây chẳng ai cho tôi 5 xu, 10 xu. Mà chẳng ai đưa tôi một lời khen. Chẳng ai tôn sùng tôi lên là này nọ này cái kia không có. Trước cũng chết, sau cũng chết nè ông ơi. Thôi đi, làm lại từ đầu lại đi. Còn mấy cái bà mà theo ông á, bà đặt lên comment chửi nói này nói nọ nói kia, làm ơn tu tỉnh lên đi. Mà con người ai cũng có một cái sai lầm. Thà mình không biết, mình biết người đó làm lỗi rồi, mình còn đeo theo người ta, mình làm bắt tay với người ta, mình làm thêm những cái tội lỗi nữa. Mấy bà ăn ngủ rồi đâu có ngon đâu, cũng đâu có yên đâu. Mình nằm mình cũng rai rứt lương tâm. Tôi nói thật nè, hai cái tòa án mà nó xử mình. Thứ nhất cái tòa án lương tâm. Thứ hai là cái tòa án của đời. Thứ ba là cái tòa án của trời. Ba cái đó là chết à, không tránh nổi đâu. Thôi chuyển lời qua cho chị Lý, chị nói đi. Dạ, thì tất cả những gì chị nói thì cũng giống như mình nói. Mà mình thì không có khai triển nhiều. Mà mình chỉ đây là cái thông điệp chúng tôi muốn nói với ông đó. Là năm nay ông cũng hai thứ tóc trên đầu rồi. Và tôi nghĩ là ông nên nhớ là ông không có tu. Ông tu gì? Mà những cái người mà gọi là vô liêm sỉ á, gọi là đối với tôi là lì lợm, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ mới là mà mới lên mà gọi là thuyết pháp, mà nói là Phật tử đề cử với người này người kia muốn. Phật tử nào? Toàn là những dân u mê chứ Phật tử nào. Mà ông nghĩ coi, tôi không có thời giờ để nghe, tôi chỉ thoáng qua thôi là tôi thấy là cái lối bài giảng là đi vòng vòng giống như là nhảy cò cò đó.
mà gọi nó có cái tính cách vô thần á. Tôi nói vậy là ông hiểu rồi. Và ông nhìn lại, ông mở gương á, ông nhìn lại cái dung mạo của ông coi. Dung mạo là gì? Cha mẹ mình sinh mình ra, nhưng mà thật là trời á, tướng của mình là từ trời á, nó cho cái số mệnh của mình rồi. Nhìn từ lông mày cho tới cái miệng, cho tới cặp mắt của ông, là một cái người đối với tôi là nhục dục là hàng đầu. Nói vậy đó, ông nói nghe nhục dục mà hàng đầu như vậy mà muốn làm cha thiên hạ. Qua đây á, cũng cái đường qua đây của ông á, cũng giống như những người mà Phật tử xin lỗi, những người tu hành quốc doanh khác, cũng giống như Xuân Liên. Qua đây là làm giàu, qua đây là làm tiền, qua đây là lừa gạt, một lũ lừa gạt. Ở Việt Nam đâu có dễ mà lừa gạt Phật tử nào tiền bạc đâu ra. Mà một, ở bên Việt Nam là nó cả một thị trường chùa chiền. Làm sao mà có tư cách gì mà mở chùa gì mà làm tiền nhiều như ở bên đây. Tôi hỏi ông nè, bây giờ ông nói ông đi tu. Tu là vô sản, tu đâu mà có tiền mà đi mua nhà, mà flip, mà sửa, mà bán. Tu gì kỳ vậy? Tu là ta là tu chứ. Tôi thấy bây giờ tràn ngập người tu, tiền ơi là tiền. Người đó thì là lường gạt Phật tử. Người thì nội một cái lường gạt Phật tử đó, mà gặp mặt Phật tử đó là ra giá. Mà nhìn từ trên xuống dưới đó, Phật tử đó, Phật tử mà hàng sĩ, hàng bác sĩ, hàng thì là cái giá khác, giá trên trời. Còn mấy Phật tử mà nghèo nàn mà đi vô trong chùa hả, xin lỗi đó, không có tăng ni nào mà nhìn tới đó. Còn ông, tiền đâu ra? Nhà đâu ra? Tiền đâu ra? Cái gì ông cũng nói là của ông ấy đó. Ông đi tu mà ông có cả một cái đường thiền hả? Trời đất, hèn nào mà đi tu rầm rầm qua đây á. Từ năm 1995 mà mở cửa ngõ mà bắt đầu băng giao với Việt Nam thì quá trời là tu đi đó. Đi qua đây là quậy cái nước Mỹ này. Đến nỗi mà đến cho chính phủ mà nói thiệt cho ông nha, những người mà như ông á, Trang à, ở đây á mà trục xuất nhiều lắm. Còn tù mà gọi là tù hình sự hay là những tù khác á, tôi không kể hết chi tiết, mà dưới cái áo cà sa cũng khá nhiều. Còn như ông á, khôn hồn á, ông biết rồi. Ông còn mà còn ló đầu ra thì có ngày á. Tôi không nói nhiều, tôi không có đe dọa, cho một con đường để đi, để mà nhắm mắt á, mà còn gọi là cho nó bình an. Những cái người mà ở trong đường thiền Đạt Ma mà người ta kiện ông năm xưa đó, tôi thấy tôi rất tội nghiệp cho họ. Tôi nhìn những giấy tờ mà trong cái vụ kiện 2013-14, ông còn cáo già hơn cả luật sư nữa. Ông đâu coi luật pháp là cái gì. Ông hốt tiền hết, đóng mất tài khoản hết, rồi ông tung bay qua những tiểu bang khác. Ông không ra tòa. Một người mà như vậy đó, tôi nói thẳng thật ông á, ông tưởng như ông dùng kẻ hở của luật pháp để ông trốn chạy được hả? Ông làm rồi. Cái tòa án mà hồi nãy như cái clip đầu tiên mình nói, tòa án mà lương tâm chính là tòa án của trời đó chị. Còn tòa án mà gọi là cộng đồng mạng mà của Phật tử đó, khắp thế giới đó, cũng là một tòa án cũng thuộc lại ở tòa án lương tâm. Tại vì có chịu con mắt, chịu cái đầu. Người ta không có ngu đâu, không có u mê đâu. Cái thành phần u mê á,
nó chỉ là 0.0.1 thôi, phần trăm thôi. Còn tòa án luật pháp á, tôi nói thẳng với ông á, ông á mà cứ lên đài hay là ông cứ còn đi ra ngoài công cộng á, tôi thách ông á, Phật tử nào đó mà thiền viện giao mở đi, cứ mở đi một ngày đẹp trời thì nên tự nhiên ông biết à nha. Đúng ra là tôi không nói những câu này, nhưng mà tôi nghĩ trong bụng tôi cho ông một cơ hội đó. Ông với bà đó nên chuẩn bị tinh thần đi. Tôi đó, đúng ra đó, ông phải là cái đối tượng mà để cho tôi mà gọi là phải mà tra cứu hay là tìm hiểu những người khác mà có liên quan đó, mà đã bị ông gạt gẫm á, gạt gẫm nhiều loại lắm, tiền đủ các cái rồi đó. Những người đó là họ có trách nhiệm, tôi cũng có trách nhiệm. Nhưng mà bây giờ chị Huệ Phước nói thì mình nói luôn, với lại nó có liên quan trong cái 86 tập của ngân hàng, ông lộ cái đầu ông ra và những láo phép của ông. Căn nhà đó, tôi nói thiệt với chị đó, mình nói đây luôn, thật ra mẹ của Kim Ngân đó với lại em ở trong gia đình á, đâu có ai muốn, hoàn toàn không có ai, tại vì họ cũng biết thực chất câu chuyện rồi, ngày hôm nay họ cũng biết nhiều lắm rồi, họ đâu có bao giờ để cho mà Kim Ngân nào mà sống trong căn nhà đó. Bây giờ nó cứ khơi khơi nó nói là để nó cover cái sự xấu xa của tụi nó ra thôi, mà thực chất trong gia đình người ta đâu có muốn và người ta cũng không bao giờ cho, tại lúc ban đầu người ta không biết. Chị mẹ của Kim Ngân nó là muốn cái người em là Ellen Giang gì đó là ở chung với chị để mà coi sóc chị, nhưng mà bây giờ đó vì một lý do đó luôn, ông Hà hiểu đó nha, ông đừng có đổ thừa là ô cái này cái kia cái nọ, ông là tổ sư đổ thừa đó. Mình nói láo mà mình coi thiên hạ bằng bung hả, ông làm rồi. Mà cá nhân Kim Ngân tôi lại chưa chắc nó đã ở trong cái căn nhà đó, mà thời buổi bây giờ á, trời đất ơi, đừng có nói là Thúy Nga, tất cả những cái transaction mà bán á, mà nó lên list hay là người nào làm cái gì, công ty nào, nó ra public. Thời này mà ở bên Mỹ mà như thế này mà còn lão khác với thiên hạ một cách gọi là, nó giống như là cái thời tiền sử mà ăn lông ở lỗ, người ta lên cung trăng mà giống như là đi lượm gạt người ta mà ăn lông ở lỗ, xưa như trái đất. Cái trình độ á của hai ông bà đó rất là hạ cấp. Người thì nói là mình đi tu ở bên Ấn Độ có cả ngàn tôn giáo, với cái cách thức mà bà tụng kinh á, tôi xin lỗi bà qua đó, bà quậy cái gì tôi không biết, mà tôi nói thiệt bà cũng chả có tu hành gì đâu. Cái lời tụng kinh của bà đó không phải là lời tụng kinh của một cái người mà chân tu và có đi tu học, đừng có khoe khoang khoác lác cái Phật tử, những cái Phật tử mà bô đảo hay là trình độ mà gọi là cũng u mê đó, mới tin thôi. Bây giờ đi tu là gì, từ Việt Nam qua tới bên đây iPhone, đồng hồ mà gọi là đồng hồ Apple Watch, nhiều khi còn đeo những cái túi hàng hiệu nữa, và ngày nào cũng lướt YouTube, Facebook, TikTok cái gì đó. Tu gì? Ở trong chùa tu gì? Thời khóa biểu trong chùa tu gì? Nói thử tôi nghe coi. Chả có tu hành gì cả. Bây giờ đó, bất cứ người nào mà có nghe những cái lời mà giống như là tôi mà nói lên cái mặt trái cái sự thật đó, thì làm ơn làm phước, tu cho đàng hoàng đi. Ô uế quá rồi, không biết đời nào mới lại rửa được cái nhục này. Ok, bây giờ tới một cái nhân vật nữa mà mình muốn nói trong tuần 2 này, đó là
cái người chồng cũ.